Theo TransferMarkt, đội hình U23 Qatar có giá trị 2,15 triệu euro, trong khi đó U23 Việt Nam chỉ được định giá 75.000 euro, không bằng một cầu thủ của đối phương. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo nằm trong các đội được định giá thấp nhất vòng chung kết U23 châu Á 2018. Đội trưởng Xuân Trường đã nhất đội với trị giá thị trường chuyển nhượng là chừng 50.000 euro, 1 euro xấp xỉ là 27.800 đồng. Tiếp theo là Công Phượng 25.000 euro. Đây là hai cầu thủ đã và đang thi đấu ở nước ngoài, nên trang FedMatch có cơ sở để cập nhật giá trị của họ. 21 cầu thủ còn lại của U23 Việt Nam đều không có giá. Tất cả các thành viên này đều mang thi đấu trong nước. Phần lớn trong số họ đều vẫn ràng buộc hợp đồng nào đào tạo trẻ các câu lạc bộ chủ quản. Do đó, chuyên trang định giá chuyển nhượng của Đức không thể đưa ra một con số cụ thể. Tính bình quân, một cầu thủ U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á năm nay chỉ có giá 3.000 euro, kém rất xa so với các đối thủ tại vòng bán kết. Còn U23 Qatar được định giá 2,15 triệu euro, cao gấp 28,7 lần đội hình U23 Việt Nam. Trung bình mỗi thành viên của họ trị giá là 93.000 euro. Nhân tố đắt giá trong đội hình của huấn luyện viên Fred Sanchez là tiền đạo Akam Farid 700.000 euro. Điều này không bất ngờ bởi cầu thủ này đang thuộc biên chế của Villarreal ở giải La Liga Tây Ban Nha. Xếp sau anh là tiền đạo Amo Ali 450.000 euro. Hiện tại trong đội hình Qatar có đến 5 cầu thủ đang thi đấu ở Tây Ban Nha và Bỉ, số còn lại khoác áo các câu lạc bộ hàng đầu ở trong nước. Nhiều người trong đó xuất hiện xuất thân từ học viện bóng đá AFI và thực hiện 1 đến 2 cuộc chuyển nhượng. Do đó, việc xác định giá trị trường của họ không có gì khó khăn. Tuy nhiên, việc định giá của TransferMarkt có tính chất tham khảo là chính, không phản ánh chính xác thực lực của các đội. Cổ Hoa Việt Nam đã gây sốc khi vượt qua đội bóng đắt giá thứ hai của giải Australia 5,5 triệu euro hay đánh bại Iraq là 5.000 euro. Tổng cộng 16 đội dự vòng chung kết năm nay có giá 33 triệu euro, mỗi cầu thủ có giá trung bình 90.000 euro, đội hình Trung Quốc có giá cao nhất 6,93 triệu euro. Trong đội chủ nhà sớm bị loại ngay ở vòng bảng, xếp sau lần lượt là Uzbekistan 6,03 triệu euro, Australia 5,5 triệu euro, Hàn Quốc 4,4 triệu euro. Ở phương diện cá nhân, trung phong Giang Jun-shin Trung Quốc là cầu thủ đắt giá nhất giải 2 triệu euro, xếp sau anh là Kham Danot Uzbekistan 1 triệu euro, Alexander Sundiat Australia 800.000 euro, Hang Joo-soo Hàn Quốc 750.000 euro.